Kính thưa tất cả quý vị đang theo dõi chương trình phát hình của tổ hợp y tế United Care Medical Group phát hình mỗi hai tối thứ sáu vào từ lúc 8 giờ tối thuộc đài truyền hình 57.7. Trong phòng thu hình tối hôm nay, chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Võ Văn Cầu, là bác sĩ chủ tịch của tổ hợp y tế UCMG, và chúng tôi là đồng chí Nam, là một thành viên ở trong ban giám đốc của tổ hợp y tế. Xin bác sĩ Võ Văn Cầu có lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn bác sĩ Nam. Kính thưa quý vị khán thính giả, một lần nữa tôi bác sĩ Võ Văn Cầu, chuyên sản phụ khoa, giám đốc của tổ hợp y tế United Care Medical Group. Chương trình chúng tôi gồm hai phần. Phần thứ nhất, chúng tôi xin giới thiệu của tổ hợp UCMG, viết tắt của United Care Medical Group. Phần thứ hai, chúng tôi nói thêm, nhắc lại một lần nữa y khoa phòng ngừa. Đối với tôi sẽ nói về những cái bệnh ung thư mà nhiều nhất của Việt Nam ở Mỹ và làm thế nào để ngăn ngừa. Và bác sĩ Nam là bác sĩ chuyên về sản về em bé, thì chúng tôi đặt nặng vì cái mùa cảm cũng sắp đến, chúng tôi đặt nặng về phòng ngừa, cho nên bác sĩ Nam giới thiệu một chút về làm thế nào để phòng ngừa cảm cúm. Thì tổ hợp ECMD làm tổ hợp hoạt động trong cộng đồng chúng ta lần đầu tiên, và cũng là tổ hợp đầu tiên có hợp đồng với Katema từ năm 1995. Chúng tôi phục vụ sức khỏe của quý vị từ đó cho đến bây giờ. Chúng tôi rất hạnh diện đã đem hết khả năng chuyên môn của chúng tôi. Đối với bác sĩ chuyên khoa, chúng đa phần là tốt nghiệp chuyên khoa ở Hoa Kỳ, và bác sĩ gia đình cũng là rất là giỏi, có bằng chuyên môn và hành nghề trong cộng đồng chúng ta từ lâu và đã được quý khán thính giả tín nhiệm. Tổ hợp chúng tôi ngoài Katima, như quý biết rằng rằng là Katima là một tổ hợp cho những quý vị có thụ hưởng về Medicare, và chúng tôi có One Care, tất nhiên là quý trong tất nhiên là một cái health plan của Katima, của chính phủ cho quý vị lớn tuổi trở lên, 65 tuổi trở lên có Medicare và Medicaid. Chúng tôi ngoài ra cũng có chương trình về commercial là Blue Cross Blue Shield, Cigna, đó là những cái chương trình về commercial, và xin quý vị liên lạc với bác sĩ gia đình quý vị gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Thì hoặc là quý vị được chỉ định bởi cái health plan, hoặc là nếu quý vị mua commercial ở ngoài thì xin quý vị liên lạc với bác sĩ gia đình để chọn bác sĩ gia đình và quý vị gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Chúng tôi nguyện rằng đặt rằng vấn đề sức khỏe quý vị là quan trọng, và chúng tôi có một cái nguyên tắc của chúng tôi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ông cha chúng ta ngày xưa đã có những cái nghiên cứu từ đời này qua đời nọ và biết rằng người bệnh là quan trọng hết. Thì y khoa ngay hiện đại, nhất là về y khoa phòng ngừa, cái ngăn ngừa người bệnh là cũng quan trọng rất hết, rất quan trọng. Ví dụ như là ung thư, có những thuốc ngừa ung thư làm để tránh ung thư, tránh cái gì mà ăn uống để tránh ung thư, và đối những mùa này mùa qua mùa kia nếu những cái gì thay đổi thì làm thế nào để chích ngừa khỏi bệnh hoạn, thì đó là cái rất là quan trọng. Về nếu quý vị mà khỏe mạnh ở nhà phục vụ gia đình, lo vấn đề kinh tế gia đình, và thứ nhất nhất là sức khỏe của mình là quan trọng, để lo cho con cái thì đó là quan trọng. Tôi xin nhờ bác sĩ Nam nói thêm, giới thiệu thêm một chút về cái tổ hợp ECMD đối với cho cộng đồng chúng ta. Tôi đã nói lên một phần, tuy nhiên bác sĩ Nam xin nhắc nhở một chút nữa cái tiêu chuẩn và nguyên tắc của tổ hợp chúng Cảm ta. ơn bác sĩ Cầu. Như bác sĩ Cầu có trình bày, cái tổ hợp y tế UCMG của chúng tôi đặt nặng cái vấn đề phòng bệnh cũng như chữa bệnh. Thành thì chúng tôi á tạo điều kiện dễ dàng cho các bác sĩ mà gia đình được giới thiệu các thân chủ của mình đi đến các bác sĩ chuyên khoa lần đầu tiên, không cần đến cái giấy xin phép của tổ hợp, và sau đó thì tùy theo cái tình trạng của các bác sĩ y khoa chẩn đoán và chữa trị thì cái tổ hợp sẽ tiếp tục cho phép cho quý vị
được đi khám các bác sĩ chuyên khoa thêm. Và ngoài ra chúng tôi cũng khuyến khích cho các bác sĩ gia đình ở trong tổ hợp y tế của chúng tôi là phải khuyến khích và phải nhắc nhở cho thân chủ của mình phải đi khám định kỳ, tổng quát, chích ngừa và truy tầm các bệnh kinh niên, các bệnh truyền nhiễm và các bệnh về giống như ung thư mà bác sĩ Cầu sẽ trình bày kế tiếp sau đây. Thì chúng tôi cũng tạo điều kiện dễ dãi để cho quý vị bác sĩ gia đình được hành nghề một cách rất là thoải mái và không bị lệ thuộc vào giấy tờ, vào trường hợp xin phép xin tắc này nhiều. Cảm ơn chị Nam. Thì làm thế nào để mà gia nhập vào tập UCMG? Nếu quý vị có Medi-Cal, nghĩa là quý vị nằm trong Cao Tema, thì quý vị có thể gọi điện thoại số là 714-246-8503, 714-246-8503. Để gọi số đường này thì từ nay quý vị có những cái nhân viên họ làm ở Cao Tema thì quý vị nói rằng tôi là tên gì đó, tôi muốn thay đổi vào tổ hợp UCMG và chọn bác sĩ đó là bác sĩ gia đình chẳng như vậy. Thì mình chỉ nói là họ không cần hỏi mình gì, họ gửi cho mình packet, một tập hồ sơ. Thì vài trong vùng tuần thì mình nhận được rồi, sau đó quý vị có thể đem đến bác sĩ gia đình quý vị để làm cái mẫu đơn và gửi lại cho họ. Thì hai tuần sau quý vị được thay đổi tổ hợp và quý vị được bác sĩ gia đình mới quý vị mong muốn, hoặc là quý vị nằm trong tổ hợp UCMG. Thì làm thế nào để giáp như vậy? Nguyên tắc chúng tôi là sức khỏe của quý vị là quan trọng, cho nên chúng tôi đặt mọi tất cả những khả năng để mà chữa trị quý vị. Nếu quý vị có OneCare, tự nhiên là Medicare và Medical thuộc Cautema, thì quý vị có thể gọi số điện thoại là 1-800-960-9070, 1-800-960-9070. Quý vị gọi số điện thoại này thì có những nhân viên họ nói từng việc và quý vị sẽ cho nhân viên biết rằng là quý vị muốn gia nhập vào cái OneCare của Cautema và trong tổ hợp UCMG. Thì quý vị đó, ở nhân viên của Cautema, họ sẽ liên lạc với quý vị, giải thích quý vị khi nào quý vị hiểu rõ ràng và quý vị thoải mái, là bằng lòng, thì lúc đó họ sẽ hoặc là đến nhà quý vị, hoặc là đến restaurant làm giấy tờ và chuyển quý vị vào cái OneCare. Quý vị, chúng tôi cũng có chương trình gọi là Central Health Plan, tất nhiên là quý vị có Medicare Part A và Part B, nghĩa là quý vị đi làm việc đó, thì quý vị xin quý vị liên lạc với bác sĩ gia đình quý vị để gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Hoặc là quý vị có thể liên lạc với anh Christopher Trần, cái số điện thoại là 714-326367. Tôi xin nhắc lại là anh Christopher Trần, anh này sẽ là nhân viên họ có contract với Southern Helpline và để làm giấy tờ quý vị gia nhập vào Southern Helpline của UCMG, số điện thoại là 714-326367, 714-326367, cho quý vị có Medicare Part A, Part B và cả quý vị có Medicare và Medicare cũng được. Bác sĩ Cầu nói thêm một chút về cái chương trình mà sắp sửa có, mà người ta đã nói từ lâu rồi, trong vòng ít nhất là 18 tháng, 2 năm vừa qua, nhưng mà bây giờ thì nó đã bắt đầu sắp sửa thực hiện rồi, là cái chương trình mà để phù hợp với cái chương trình mà Affordable Healthcare của Tổng thống Obama, thì là cái tiểu bang California được chọn làm cái thí điểm để thực hiện cái chương trình này cho cái bệnh nhân về Medicaid, tức nghĩa là ở California là Medi-Cal, và có luôn cả Medicare, tức là những người có tàn phế hay là những người có tuổi cao hơn 65 tuổi thì mà là công dân Mỹ thì được cái chương trình này. Thì lúc đầu thì người ta nói là tháng Giêng 2013
Bây giờ giờ là tháng Không 4, được. giờ là tháng 7, nhưng mà tới tháng 10 này thì đích xác là chương trình nó sẽ xảy ra, là cái chương trình đó người ta kêu là duo, phải không bác sĩ Cầu? Dạ, Dạ. xin bác sĩ Xin Cầu. quý vị, nếu quý vị có cái Medicare và Medical, là nghĩa là quý vị có hai phần, phần Medicare, Medical gọi là dual, thì những quý vị đó Mà chưa có vô quan chưa có vô Obamacare, yeah. là còn mình gọi là đi tự do hơn, thì trên nguyên tắc á, là họ sẽ từ từ họ đưa quý vị vào. Thì có họ gửi một lá thư về quý vị. Nếu quý vị mà chưa vào đó, thì chúng tôi đề nghị là nên vào đi, gia nhập vào Obamacare đi, chọn bác sĩ gia đình của quý vị muốn và chọn tổ hợp mà quý vị muốn, ví như chọn UCM chẳng hạn, chọn UCMG của chúng tôi, chọn bác sĩ gia đình của chúng tôi. Đại khái là bác sĩ gia đình là có tất cả trong cộng đồng chúng ta và vào Obamacare trước. Cái lý do là lúc đó họ sẽ gọi là thưa cho quý vị gọi là passive enrollment. Nếu quý vị về rồi đi làm việc quên về bức một lá thư vào thùng rác, thì một tháng sau đó, quý vị tự nhiên bị họ chỉ định vào một tổ hợp nào đó quý vị không biết, và một bác sĩ gia đình nào đó quý vị không biết, thì cái đó là rất là nguy hiểm. Nghĩa là rồi quý vị mất thời gian đổi xin tổ hợp lại, thì nó cái đó là cái rất là bất tiện cho quý vị, nhất là sức khỏe quý vị. Nếu mà chuyện như vậy nó gián đoạn cái chữa trị quý vị đi, thì quý vị lớn tuổi cái chữa trị mà liên tục là quan trọng, cho nên gián đoạn là một cái nguy hiểm, thì đó là đùa. Dạ. Ngoài ra đó, nếu mà quý vị mà có cái Medical và Medicare, thì quý vị người ta có cho quý vị chọn cái kêu là opt out, nghĩa là được đứng ngoài. Nhưng mà quý vị đọc kỹ thì sẽ thấy là mình chỉ được quyền đứng ngoài cái phần Medicare A, là cái phần về nhà thương. Còn cái phần mà về Medicare B đó, là phải vô một cái kêu bằng là Medicare Advantage Plan, là một loại HMO đó quý vị. Thì quý vị mới được hưởng những cái quyền lợi của cái Medical của Cao Optima. Nếu không thì quý vị sẽ không được hưởng những quyền lợi về tai, về mắt. Và khi mà quý vị mà đi bác sĩ chuyên khoa, mà nếu mà quý vị không có gia nhập vô một cái tổ hợp nào đó, thì quý vị sẽ không có được đi khám, tại vì cái người ta không có cho phép quý vị opt out cái phần mà đi bác khám đi bác đó. Sĩ. Từ, dạ, thì như cái việc rằng là chúng tôi là hành nghề lâu đời rồi, thôi chúng tôi nghĩ là y khoa phần là quan trọng. Thì trong cái Obamacare gọi là Affordable Care Act đó, là ACA đó đó, thì họ cũng mention chỉ định là y khoa phòng người là cũng quan trọng. Thì lý do không quan trọng, cho nên cái Medicare quý vị mà đua nó có Part A và quý vị đua nó có Medicare và Medical đó. Tuy nhiên là Part A tại là bệnh viện đó, và Part B là bác sĩ. Thì quý vị có tự do thì họ để cho bệnh viện quý vị Part A, nhưng mà vẫn B đó thì họ đặt cái đẳng vấn đề là quan trọng, là quan trọng, là quan trọng hơn hết. Và cái đó là cái tiêu chuẩn và cái nồng cốt và cái họ mong muốn là đưa quý vị vào bác sĩ gia đình để bác sĩ gia đình sang sang quý vị. Cái lý do là quý vị hồi xưa như tổng thống mới có bác sĩ chuyên gia đình của mình, bây giờ bác sĩ ông tổng thống Obama cũng có bác sĩ gia đình quý vị. Ở Việt Nam mình đời nào có bác sĩ gia đình, mình không có đủ sức khỏe mà tuyển chọn bác sĩ này. Còn Mỹ họ cho tiền mình, họ muốn mình vào bác sĩ gia đình, mục đích là có người đó theo dõi sức khỏe một cách chú đáo, biết mình gì. Nếu chỉ gọi điện thoại vào họ đã biết là quý vị bị cái gì rồi, thì lúc đó là cái chữa trị nó không hiểu không. Yeah. Thì đó là cái nguyên tắc mà họ muốn như vậy. Chúng tôi đề nghị rằng quý vị nên vào đi, là vì lời quý vị hơn hại. Vì ở tự do lăng bông ở ngoài đó, nhiều khi là nguy hiểm. Quý vị một ngày chỉ đi ba bác sĩ đó, tên nguyên tắc là mình có thuốc, nhưng mà về cũng bày đó, ba bác sĩ không biết liên lạc với nhau, uống hai ba cái mà nó lồn thuốc hoặc là nó reaction với nhau thì rất là nguy hiểm. Cho nên y khoa phòng ngừa là quan trọng, chọn bác sĩ gia đình là quan trọng. Cứ biết rằng cái mình được bác sĩ làm gia đình của mình làm cái mà vinh dự lắm, một cái mà gọi là lối xưa nhà giàu mới có thôi, cho mình không thể nào có được. Yeah. Nhưng mà cái chương trình này là bắt đầu áp dụng vào tháng giêng, ngày mùng 1 tây tháng giêng năm 2014, thành ra là bắt đầu đầu tháng 10 quý vị sẽ nhận được một cái thờ. Mà nếu quý vị mà không có để ý và quý vị quăng vô sọt rác thì độ chừng 1-2 tháng sau tự nhiên quý vị nhận được một cái giấy
nói là ông bà A, ông B thì bây giờ sẽ đi vô cái tổ hợp này. Nhiều lúc cái tổ hợp đó quý vị không có biết là tổ hợp gì và không có biết bác sĩ là ai, thì cái đó cũng hơi phiền cho quý vị. Thành thì xin yêu cầu quý vị, trong thời gian vừa qua quý vị cũng đã có nghe rất nhiều chương trình của bên chỗ liên bang và tiểu bang, và Ca Optima cũng có bàn về cái vấn thuyết trình về cái vấn đề này. Xin yêu cầu quý vị, Medicare và Medicare, chúng tôi chỉ nói Medicare và Medicare thôi, là quý vị là thuộc trong chương trình Duo, thành như quý vị phải chịu khó theo dõi và hành xử cho nó đúng theo cái chương trình để quý vị khỏi bị thiệt thòi. Xin cảm ơn quý vị. Thì tiếp tục chúng tôi xin nói thêm một chút là về về cái ung thư ở cộng đồng chúng ta. Tôi đã nghiên cứu với cái hội ung thư của quốc gia Hoa Kỳ, thì họ cho biết rằng ung thư người phụ nữ Việt Nam về ung thư cổ tử cung là 5 lần cao hơn người da trắng. Người da trắng 8 người trên 100 ngàn, người Việt Nam mình là 45 người. Cái nghiên cứu của cái Nation Health, Nation Institute of Health, tức là cái trung tâm mà y khoa của cái viện y khoa về của Hoa Kỳ, cái số mà họ làm thống kê là cao hơn 7.5%. Vì vậy chúng tôi đề nghị quý vị phụ khoa, quý vị đàn bà nên đi khám bác sĩ sản phụ khoa mỗi năm mỗi lần để truy tầm ung thư tử cung. Cái điểm thứ hai, ung thư Việt Nam nhiều nữa là ung thư phổi. Việt Nam hồi xưa mình hút thuốc nhiều, người hiện tại ta biết chắc rằng hút thuốc gây được ung thư phổi, gây được ung thư miệng, gây được ung thư là hàm, gây được ung thư là nếu răng, cổ họng, thì đó là cái vấn đề nguy hiểm. Cho nên chúng tôi đề nghị nếu được gắn là đừng uống thuốc, đừng hút thuốc, giảm hút thuốc đi. Và nếu đi có lỡ hút thuốc và từ trước rồi thì nên giảm đi và cắt đi, và nên đến bác sĩ, tìm bác sĩ, gia đình là bác sĩ, theo dõi sức khỏe của mình và theo dõi tất kỹ, và nếu cần thì họ chụp hình phổi hoặc là làm CT phổi để tìm ung thư phổi hoặc là cổ họng, càng sớm càng tốt thì có thể ngừa được. Có một số bệnh ung thư nữa là ung thư gan, rất nhiều ở Việt Nam. Cái lý do là ở Việt Nam mình hồi xưa là cái viêm gan rất nhiều, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C. Những quý vị bị viêm gan đó đó, mặc dù là cái chuyện là nhiều khi có quý vị vẫn còn vi trùng là carrier, quý vị ngay quý vị mà vi trùng hết rồi có kháng thể, vì lúc xưa cái gan mình bị damage, bị hư đó, cũng có thể là gì bị ung thư. Cho nên quý vị đó nên đến bác sĩ để theo dõi thường xuyên, thử chức phần của gan hàng năm, có thể là nhiều cần 2 năm, 1 năm lần, rồi nếu cần là làm siêu âm gan để chẩn đoán tìm ung thư gan càng sớm càng tốt. Quý vị cũng có cái ung thư nữa là ung thư về về cervical lung liver và cái ung thư về ruột già, tuy nhiên ít hơn những cái cộng đồng khác. Tuy nhiên đây tổ hợp chúng tôi luôn luôn đề nghị quý vị vào tổ hợp chúng tôi thì 50 tuổi trở lên, chúng tôi đề nghị nên làm soi ruột già và soi bao tử một lần để ngăn ngừa. Về cái phần mà cái ung thư cổ tử cung đó bác sĩ Cầu, thì cái cộng đồng Việt Nam mình á bị cái ung thư này nhiều, mà chết vì cái ung thư cổ tử cung này cũng nhiều hơn tất cả những giống dân khác. Mà cái bây giờ thì đã có một cái loại thuốc chích ngừa mà để chích, không phải là chích cho người lớn đâu, để chích cho tất cả mấy cái em mà thiếu nữ chưa có phải còn vị thành niên á, là từ 11, 12 tuổi á, là đã nên chích rồi. Thì có nhiều quý vị á, ở trong cộng đồng á, cứ nghe tin tức rồi hoang mang, nói con tôi còn nhỏ đâu có biết gì ba cái chuyện mà bị bạ này kia mà phải chích ngừa cái này. Nhưng mà quý vị không có biết là cái lúc á, mà con quý vị á, mà lớn lên nữa
nhất là ở trong cái xã hội Mỹ này á, thì mình không có thể nào mình kiểm soát được cái vấn đề mà dục tính của các em. Và hơn nữa, ở Việt Nam mình á, theo cái lối mà suy diễn của riêng tôi đó, thì tôi thấy là Việt Nam mình á, đàn bà bị ung thư cổ tử cung nhiều á, là do đàn ông truyền qua. Đúng không ạ? Thì như quý vị biết rằng là ung thư mà gọi là invasive, nghĩa là lan rộng rãi, là độc tính rất nhiều đó, thì thấy rằng trong những ung thư đó 95% là có vi trùng HPV đó. Cho nên người ta chắc chắn khẳng định rằng là con vi trùng HPV là tạo ung thư, mà ung thư gọi là lan rộng invasive ra. Cho nên cái chích ngừa là rất là quan trọng. Cái chích ngừa nó hy nghiệm tối đa là chích khi trước khi em bé có vấn đề liên hệ tình dục với những bạn trai. Vì vậy cho nên đề nghị chích hồi 11, 12 tuổi. Vì thống kê họ nói là 15 tuổi ở Mỹ đấy đó, 70% là đã có tình dục rồi. Vì vậy cho nên chích hồi 12 tuổi đó, 11, 12 là tuổi đó chưa có liên hệ tình dục, thì cái chích ngừa đó nó hiệu nghiệm nhất. Vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị rằng em bé mặc dù nhỏ, mình nên khuyến khích em bé và gia đình quý vị lớn tuổi rất là cởi mở lên một chút, và để cho chích ngừa em bé thì khả năng ung thư cổ tử cung lâu này sẽ giảm xuống. Như quý vị biết rằng có cái pap smear là phát minh từ năm 1940. Từ năm 1940 đến giờ ung thư cổ tử cung là giảm 75%. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều có bệnh ung thư, lý do là không cả bác sĩ. Và hiện tại có chích ngừa mà tại sao mình không dùng đi? Đó, cái này rất là quan trọng. Chúng tôi đề nghị nên chích ngừa về ung thư cổ tử cung. Mà bác sĩ Cầu, cái pap smear, cái lúc mình thử ra là mình có thử cái con siêu vi trùng HPV nó có đó phải không ạ? Vâng. Thì đó, khi đã điều khai ra mà có nghi ngờ high risk á, thì họ thử thêm một cái vi trùng HPV đó. Bây giờ trong vài phút còn lại, tôi xin vắn tắt á, để trình bày quý vị, nhắc lại chứ không phải là trình bày, là tại vì quý vị cũng đã biết cái vấn đề này á, là thường xuyên hàng năm á, nó xảy ra. Và cái bây giờ cái mùa cúm á, nó đang xảy ra ở tại Orange County mình á, thì chưa có một cái trường hợp nào, nhưng mà ở tại Los Angeles County thì đã có một vài trường hợp là do siêu vi trùng á, mà H3N2 với H1N1 á, là đã có. Và vì lý do đó, xin yêu cầu tất cả quý vị, nếu mà quý vị trong cái lứa tuổi từ 6 tháng cho trở lên, xin yêu cầu quý vị hãy đi chích ngừa cúm. Và mùa cúm năm nay người ta tiên đoán có 3-4 loại cúm, thì tất cả các hãng bào chế họ có chế ra cái loại thuốc là để mà bao phủ tất cả 4 cái loại mà siêu vi trùng này. Thành nếu như mà quý vị á, biết cái thống kê này vào năm 2013 đó, thì ở tại Mỹ đây á, có tất cả biết mấy ngàn người bị chết vì cúm, và 90% những người mà bị tử vong á, vì cúm á, là vì không chích ngừa, bác sĩ Cầu. Dạ. Cái cái này mà, rất là tiếc. Và, mà sẽ nói một trong số đó đó là 40% á, là những người lành mạnh, lành mạnh á, không có bị bệnh hoạn gì hết á, mà lại bị chết vì cúm là tại vì không chích ngừa. Thành gì xin yêu cầu quý vị đừng có nghe những cái gì người ta nói là chích ngừa cúm vô là sẽ bị bệnh cúm nặng, với lại chích vô rồi cũng bị cúm, cái đó không có đúng đâu quý vị. Quý vị nên nhớ là 58%, cái năm vừa rồi 58% á, những bệnh nhân mà nhập viện á, vì cúm á, là ở lứa tuổi từ mới đẻ cho tới 17 tuổi đó quý vị. Thành gì con em quý vị á, là phải nên đi chích ngừa. Và đặc biệt là cái tổ hợp y tế United Care Medical Group của chúng tôi đó, chúng tôi cho phép tất cả các thân chủ từ 6 tháng trở lên cho tới 100-200 tuổi gì đều được chích ngừa cúm. Và chúng tôi đã, bác sĩ Cầu á, là đã không ngần ngại á, mà chịu những cái thiệt thòi về trong cái ngân quỹ của hội á, mình bỏ ra để cho các phòng mạch đó mua thuốc về chích, và chúng tôi sẽ được hoàn trả lại bởi cơ quan CAPHMA.
Nhưng mà cơ quan Ca-Optima nếu mà trả không có đầy đủ thì tổ hợp chúng tôi sẽ bù trừ lại cho các bác sĩ. Vì cái nguyên tắc của tổ hợp y tế UCMG của chúng tôi là muốn cho quý vị lành mạnh và phòng bệnh là còn hơn là chữa bệnh. Vâng. Tại thì vì đó là một phương pháp investment phải bà Sơn Nam. Dạ vâng. Vâng. Mình không có lỗ đi đâu hết, mình chịu thiệt thòi một chút, nhưng mà thân chủ của mình á, nếu mà khỏe thì họ khỏi cái đi vô nhà thương. Tại vì 58% á, những cái bệnh nhân mà đi vô nhà thương mà từ 0 tới 17 tuổi đó thì là những cái người đó là không có ai chích ngừa hết. Nha. Thành vì mình làm như vậy á là để mình giúp cho các bác sĩ mà thuộc tổ hợp UCMG đó họ thoải mái, họ cứ mua thuốc về họ chích. Chứ còn nếu mà họ chích mà họ phải bù thêm tiền vô thì có thể là cái cũng khó làm để làm việc phải. Vâng, cảm ơn sư Nam. Thì chúng tôi năm ngoái chúng tôi cũng đã bỏ tiền ra nếu cần thiết để chích ngừa quý vị được hoàn hảo hơn. Thì năm này chúng tôi cũng có plan như vậy. Thì cái chương trình nó y hẹp thôi. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình chúng tôi. Chúng tôi nguyện rằng đem hết sức khỏe, khả năng của chúng tôi phục vụ sức khỏe quý vị. Và xin quý vị gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Quý vị có Medi-Cal, quý vị có Medicare, quý vị có Commercial, Blue Cross, Blue Shield và Cigna. Thì quý vị, xin quý vị liên lạc với bác sĩ gia đình để gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Cũng như quý vị mà có Medicare thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-960-9070, 1-800-960-9070. Hoặc là quý vị có Medicare xin gọi số điện thoại lại 714-246-8503, 714-246-8503 để xin tập hồ sơ để thay đổi tổ hợp. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình phát hình của tổ hợp y tế UCMG của chúng tôi. Và trước khi xin tạm chia tay, chúng tôi xin nhắc nhở lại cùng quý vị nhớ đi chích ngừa cúm. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn.